Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin nóng nhất. Trong clip này thì tôi xin phân tích với các bác rằng là tại sao mà cựu chủ tịch CEO của hãng hàng không Bamboo là ông Đặng Tất Thắng để có thể nói rằng là có những hành động mà tự dưng chúng ta thấy rằng là khá là ngông cuồng với cá nhân ông Dương Công Minh và chủ tịch của Sacombank. Và cái thứ hai nữa rằng là chúng ta sẽ làm gì đối với cả những cái tin giả, những cái tin mà là cho là sai sự thật. Ở đây trên này thì tôi trên này thì xin thưa các bác rằng là tôi đã để cái trang chủ của báo Tuổi Trẻ, đó chính là cái thông tin rằng là Bộ Công an thì ông Dương Công Minh, chủ tịch Sacombank thì không bị cấm xuất cảnh. Không bị cấm xuất cảnh, xin thưa với các bác. Và đây là cái thông tin có thể nói rằng là mới và nóng nhất trong cái ngày hôm nay. Mới và nóng nhất trong ngày hôm nay. Như vậy là ông Dương Công Minh, chủ tịch hay còn gọi là Minh Xoài hay là Minh Him Lam thì không bị cấm xuất cảnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công an. Câu chuyện thì chúng ta vẫn phải nhìn lại từ đầu, bởi vì nhiều khi có những cái bác và bác chỉ xem được video clip này thôi ấy, thì bác ấy không hiểu được câu chuyện, còn chúng ta thì xem 4 5 video clip rồi thì chúng ta hiểu được, đúng không ạ? Cho nên là tôi xin chia sẻ lại. Đó là vào ngày 1 tháng 4 thì trên Facebook của Thắng Đặng, hay còn gọi là Đặng Tất Thắng, một Facebook có tích xanh và được gọi là chính chủ, thì đã đưa lên một cái thông tin rằng là ông Dương Công Minh là bị cấm xuất cảnh. Cấm xuất cảnh. Và ông còn nói cụ thể hơn, đó là liên quan tới C03 và thậm chí rằng là còn post cả một cái mà người ta cho rằng là số văn bản và số 49 là về việc mà tạm hoãn xuất cảnh cho cái việc này. Thế thì thông tin này là cũng bình thường, nhưng mà nó lan truyền đến mức độ có thể nói rằng là chóng mặt trong cái buổi tối ngày hôm đó. Trong cái buổi tối hôm đó thì lan truyền đến tốc độ có thể nói rằng là chóng mặt. Và rất nhiều diễn đàn chứng khoán cũng đã nhận được cái thông tin này. Ngoài ra thì còn có lan truyền cả một cái bức đơn tố cáo nữa, nhưng bởi vì là tôi thấy rằng là nó chưa có một cái căn cứ cụ thể, tức là một chữ ký tươi, cho nên là tôi không đưa lên trên này. Cái văn bản đấy rất kinh khủng, cái đơn kiến nghị đấy rất kinh khủng. Thế thì sau đó vào buổi sáng thì bắt đầu rằng là chứng khoán tràn ngập với sắc đỏ, và cuối cùng chúng ta thấy rằng là mã chứng khoán của Sacombank là STB là gần như là bị bán tháo với cái số lượng giao dịch lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng. Và đây là một trong những cái mà thật sự rất là khủng hoảng. Và rất nhanh thì Sacombank vào buổi trưa, xin thưa với các bác là buổi trưa là đã có một cái thông báo, như là có một cái văn bản để mà gửi đến bốn cơ quan, bao gồm thứ nhất là Ban Tuyên giáo, thứ hai là Bộ Công an, thứ ba là Bộ Thông tin và Truyền thông, và thứ tư là các cơ quan báo chí, và phủ nhận hoàn toàn cái việc ông Dương Công Minh là bị hoãn xuất cảnh, và việc ông Dương Công Minh là có liên quan tới vụ án Trương Mỹ Lan và Thịnh Pháp. Và có thể nói trong một cái động thái gọi là nhanh cũng là nhanh, nhưng mà cũng gọi là hơi trễ một tí, thì phải tới tận lúc khoảng tầm 5 giờ chiều thì báo chí bắt đầu là mới đưa tin chính thức từ bên phía Bộ Công an là ông Tô Ân Sô thì đã đưa ra cái thông tin rằng là ông Dương Công Minh, chủ tịch Sacombank thì không bị cấm xuất cảnh. Đó là thông tin chính thống, chính thức. Và có một cái điều thế này, nếu bác bảo lo cho tôi ấy, nhưng mà xin thưa rằng là chúng ta phải học cách phòng vệ trước những thông tin, tức là thông tin nó chưa kiểm chứng thì chúng ta phải nói rằng là thông tin chưa kiểm chứng. Thứ hai, chúng ta phải dẫn được cái nguồn thông tin đó, tức là cái nguồn gốc của thông tin đó. Còn chúng ta không tự mình đưa ra thông tin này, cũng không tự mình khẳng định cái thông tin đó là đúng hay sai, nha các bác. Và chúng ta phải nói rõ cái bản chất. Ví dụ thông tin này là thông tin chưa kiểm chứng, thông tin này là tin giả, thông tin này là chưa xác minh, thông tin này là sai sự thật, thì tất cả thứ đó là chúng ta phải có được cái nhận biết về thông tin khi mà đã làm được truyền thông. Và tất cả video clip của tôi thì đều nói rằng là đây là thông tin chưa kiểm chứng và được phát ra từ Facebook Thắng Đặng, rất là nguồn gốc rất là rõ ràng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Bộ Công an đã đưa ra cái thông báo đó, nhưng chúng ta cũng tự suy nghĩ xem, khi mà một câu chuyện trong cái thời buổi trên mạng như thế này, chỉ cần một cái dòng status, chỉ dòng một cái dòng mà có thể nói rằng ngắn gọn của một số người, thì lập tức nó sẽ lan truyền một cách rất là mạnh.
lan truyền một cách rất là mạnh, thì chúng ta sẽ làm gì với những cái thông tin kiểu như thế? Bởi vì nhiều khi hậu quả nó sẽ là khó lường. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta không phải theo cái cách là cách rằng là tuyên truyền là phòng vệ trước thông tin giả, thông tin xấu độc vân vân đó kia, mà cái bởi vì cái cách đó nó đòi hỏi chúng ta là phải có những cái gọi rằng là phân biệt những cái nguồn thông tin như tôi vừa chia sẻ với các bác, và kỹ năng này không phải là ai cũng có, tức là nó phải là người có chuyên ngành, và trong 1.000 người thì may ra là chỉ có khoảng được tầm vài chục người có thể là có được cái sự nhận biết đó. Vậy thì chúng ta làm gì? Thì tôi cho rằng ở đây có hai cái để mà chúng ta phòng chống là tin giả. Tin giả nó luôn luôn xuất hiện và nó sẽ còn tồn tại mãi trong cái mạng xã hội này, và nó cũng trước đây nó truyền miệng thông qua cái việc mà truyền miệng mà chúng ta thấy là trong làng xóm là có người nọ đâm đặt chuyện, đâm đặt cái chuyện đó kia, đúng không? Còn ở đây là chúng ta thấy là môi trường mạng nó cũng tương tự như vậy, nên nó lan truyền mạnh hơn. Vậy thì chúng ta làm gì? Thì cho tôi cho rằng là có hai giải pháp chính. Có hai giải pháp chính. Cái giải pháp thứ nhất đó chính là cái việc mà các cơ quan chức năng có cái chức năng, thế là cơ quan chức năng có cái nhiệm vụ, có cái thẩm quyền để thẩm định cái thông tin. Ở đây thì để thẩm định thông tin là đúng hay sai thì có, hoặc là có liên quan cơ quan nào đó, thì nó có ví dụ như là thông tin liên quan tới cái việc mà cập xuất cảnh này, thì thẩm định thì có hai cơ quan là Bộ Thông tin và Truyền thông, và thứ hai là cơ quan Bộ Công an. Và thực tế theo quy trình để mà thẩm định thông tin thì ngay cả Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vẫn phải có một cái công văn sang bên phía Bộ Công an để mà trả lời cái việc đó, để mà xác minh cái việc này. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện này nó là câu chuyện của quy trình, của pháp lý, và nó khó có thể nhanh được. Trừ khi cái việc nhanh hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào những điều. Thứ nhất là Bộ Công an là cái nơi mà có thể, nghĩa là cái nơi mà kiểm soát cái việc mà cấm xuất cảnh. Nội dung của tin là cấm xuất cảnh thì Bộ Công an chính là cái nơi mà kiểm soát cái việc và danh sách bị chú ý nhập cảnh và hoãn xuất cảnh, thì Bộ Công an là cái nơi mà có thể là trả lời nhanh được, bởi vì là lúc này chỉ việc tra cứu là xong. Thì lúc này là Bộ Công an hoàn toàn có thể là chủ động theo cái cách của mình, và chúng ta có thể thấy là cũng khá chủ động bằng cách rằng khoảng độ tầm là 5 giờ hơn, tức là 17 giờ hơn, thì cũng đã lên cái thông báo như cái này, tức là bị cấm xuất cảnh. Nhưng có điều thứ hai ấy, là cái chủ thể cũng phải có trách nhiệm. Chủ thể cũng phải có trách nhiệm. Tức là ví dụ ở đây là ông Dương Công Minh chẳng hạn. Chúng ta thấy cái câu chuyện này ở nước ngoài này cũng khá là nhiều. Những cái việc mà tin đồn hoặc là những cái gì đó thì với một vài tỷ phú tài phiệt, hay thậm chí rằng là những cái vị ứng cử viên tổng thống hay là đang ra tranh cử thì nó tràn ngập khắp nơi. Và thường thường thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ sẽ phản ứng rất nhanh về cái việc đó. Tức là họ chính là nạn nhân của tin đồn. Họ không phải là chủ thể của tin đồn, nhưng họ là cái nạn nhân của tin đồn. Và họ cũng đã lên tiếng để mà đính chính những cái tin đồn như vậy. Đó. Rất nhanh họ có tài khoản, họ sẽ lên để họ nói rằng là tôi đấy, Dương Công Minh đây. Tôi chả có bị cấm xuất cảnh cái nào cả. Hoặc ví dụ Donald Trump ông lên nói rằng là ê tôi đấy, tôi đã bị bắt giam bao giờ đâu. Kiểu kiểu đấy. Thì tất cả thứ đó là cái sự phản ứng nhanh của ngay cả những cái chủ thể tin đồn. Ở đây chúng ta chỉ có cái khung pháp lý, và thực tế cái này nó không phải là khung pháp lý mà nó gọi là cái khung đạo lý. Tức là nếu chúng ta có trách nhiệm với cổ đông, chúng ta có trách nhiệm với công ty, chúng ta có trách nhiệm với xã cộng đồng, thì bản thân chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh cái tin đồn đó là tin đồn sai sự thật. À, ví dụ tôi chỉ để ví dụ nhé, là tôi là ông Dương Công Minh, đúng không? Tôi là ông Dương Công Minh thì đơn giản với cái tin đồn của anh Thắng Đạt đưa ra như vậy á, thì tôi chỉ có một cái đơn giản thôi, đó là việc mà tôi đó là việc của tôi mà gọi rằng là nói rằng là đây, đó là việc của tôi nói rằng là tôi là người nọ, tôi đang ở, tôi không bị cấm xuất cảnh, đơn giản là như thế. Hoặc là mình đơn giản mình cách khéo léo để mà mình êm dịu nó đi, mình book một cái vé sang Singapore uống nước chè, sau đó post một cái ảnh lên bảo rằng là hơ đứa nào vừa nhắc tao đấy, thế là hoàn toàn có thể tin đồn được dẹp yên, và chúng ta không cần phải có những cái công văn để mang tính nặng nề. Nhưng ở Việt Nam chúng ta hình như là chưa có cái thói quen đó. Tức là người ta hay cầu viện cơ quan chức năng đưa ra thông báo chính thức thay cho chính chủ thể, thay cho chính cả cái nạn nhân của tin đồn, và hoàn toàn mình có thể làm được cái điều này, đúng không ạ? Đôi điều chia sẻ với các bác để làm thế nào
để mà ứng cử được tin đồn thì có rất nhiều cách, nhưng có lẽ với những người có tin đồn thì chúng ta cũng nên có những sự lên tiếng nhất định đó, đúng không ạ? Để và tốt nhất thì nên có cả hai cách, tức là ngoài cái việc mình làm công văn ra thì mình cũng có cái chủ thể đấy. Và thực tế chúng ta cũng đã có cái việc này rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày trước có một cái câu chuyện rằng là cái đây nhiều năm là người ta bảo rằng là ngân hàng, ông giám đốc ngân hàng của ACB hay gì đó là bị bắt, thì ngay lập tức là ông ta cùng với cả là thống đốc ngân hàng và người dân bắt đầu đi rút tiền hàng loạt này, đi rút tiền hàng loạt, thì ngay lập tức rằng thống đốc ngân hàng lúc đó cùng với cả là vị giám đốc này là đứng lên rồi lên truyền hình để mà đính chính những cái tin đồn như vậy, tin đồn sai sự thật. Thì như vậy nó chúng ta phải có cái ứng xử với tin đồn là tốt nhất. Và nhiều khi ấy, cái chuyện bé, cái chuyện tưởng là to nhưng bằng một chút gọi rằng là truyền thông khéo léo, tức là một biết hài hước, một chút dí dỏm, và nhiều khi chúng ta lại đó là cho mọi chuyện nó từ cái phức tạp, từ cái căng thẳng nó lại trở nên là đơn giản và dễ chịu. Đôi điều tâm sự với các bác thôi. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.